Minasan konnichiwa, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn mà giới trẻ ở Cần Thơ rất thích vào gần đây, đó chính là trái cây xô. Trái cây được xem là một loại thức ăn dinh dưỡng giàu năng lượng và vitamin. Món trái cây xô hay trái cây dĩa là một loại biến tấu phổ biến từ các loại trái cây, thường trộn nhiều loại cùng với sữa chua và siro. Những loại trái cây khác nhau với vị đặc trưng trộn cùng với sữa chua mát lạnh tạo nên sự hòa quyện rất lạ miệng và kích thích vị giác. Những loại trái cây lạnh sẽ cung cấp vitamin cho bạn cùng với việc giải khát đầy dinh dưỡng hơn cả việc uống các loại nước có ga. Quả thật, trái cây dĩa là một trong những loại đầu tư sức khỏe và sắc đẹp cho bạn đấy. Nói về trái cây xô thì không còn xa lạ rồi, món ăn này lại đặc biệt phát huy công dụng vào những ngày nắng nóng. Một món ăn có chất nước lại mát mẻ trong hương vị, tươi mát trong cách trưng bày, ăn đến đâu thích thú đến đó. Tại quán thì sẽ có rất là nhiều loại trái cây được trưng bày, thì các bạn thích ăn loại nào thì chúng ta có thể lấy thật nhiều loại đó. Khi có dịp đến Cần Thơ thì các bạn đừng nên bỏ qua món trái cây dĩa này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan arigatou gozaimasu.